Xin chào bác Quân ở An Giang ha. Hôm nay em test lại cái bộ Sony M3 mà bác Quân ở An Giang đặt em ha. Theo thói quen của em thì trước khi em bán cho khách thì em phải test lại lần cuối trước khi lên đường ha. Rồi thì em sẽ test lại chức năng đĩa MD ha, CD và cổng Line ha. CD nữa nha. Thì mọi chức năng như em báo bác là hát tốt ha. Rồi em play CD luôn đi nha. Cái này nó chỉnh được 4 chế độ equalizer nha, 4 hoặc 5 gì đó, em quên rồi, 4 hay là 5 nha, em quên mất tiêu rồi. Equalizer mặc định ha. Giảm âm bass nha, tăng âm bass on nha, đó là on tăng âm bass nha bác. Này đổi màu ha. Nếp bài nha, xoay cái nấm nếp bài nha, xoay nấm thôi. Đây là phím MD, CD, radio, băng tép em không test nha, không hát nha, em không test. Rồi line in ha, audio in nè, nằm ngoài cùng ha. Đây phần audio nằm ngoài cùng ha. Băng tép, radio, CD, MD. Đó, bác để ý giùm em. Và đây các phím chức năng đổi màu. Đây là cài đặt nè, thời gian âm equalizer mặc định trong này ha. Đây là phím fusion này nè, bác để ý ha. Đó, phím fusion này chuyển nó đường vào nè. Rồi em test CD ok rồi ha. Đây là mặc định đổi màu nè ha. Rồi stop nha, em chuyển qua MD ha, lấy CD ra nha, thay ra vô rất là êm các bác ha. Ba lực nha bác. Em nét bài nha, xoay đúng nè. Đây, xoay đúng này nha. Qua bài 2 ha. Bài 3, bài 4, bài 5 nè. Đó. Chế độ tự đổi màu ha. Rồi ok. Rồi em test qua phần audio in ha.
mình cắm lại nha. Dần khoảng cách từ lâu có đến rừng, giờ anh mệt mỏi với thời gian em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh, anh đâu có quyền lựa chọn. Rồi thôi đi thôi ha. Rồi đó, nói chung là đa dạng đẹp hết nha. Góc cạnh ha, có một góc này bị mẻ tí, em chụp hình gửi riêng cho bác rồi đó, chỗ này ha bị cống tí đây thôi, còn lại là đẹp nha. Về thì có chạy xước ở trên ha. Rồi ok, sáng mai em đóng thùng, đóng sùng xốp đàng hoàng cho bác em gửi luôn ha. Vô phần cài đặt này nhấn cái này nè ha. Còn bác muốn chuyển nhấn function đây ha. Đó MD nè, CD nè, tun nè, tape nè, audio in nè. Nhấn trực tiếp cái này cũng được luôn, nhưng mà muốn nhấn chữ function đây cũng được luôn ha. Đó function nè ha. Rồi đây là các phím chức năng cài đặt ha. Chế độ là hẹn giờ tắt máy nè ha. Show là Airwear Laser nè ha, chế độ nhạc đó. Mấy cái này bác tự tìm hiểu nha. Đó, cứ nhấn đây không vấn đề gì đâu, không có hư hoang gì đâu. Rồi ok ha. Rồi cảm ơn bác ủng hộ em bộ dàn Sony CMT-M3 ha. Rồi thanh bác nha, sáng mai em gửi cho bác luôn. Xin chào bác đã ủng hộ em.